Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ mình đang ở chỗ một nơi rất là nổi tiếng. Nơi đây được gọi là Động Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là một trong những hang động có thể nói là đẹp nhất của Việt Nam và cả thế giới nữa. Mọi người có thể thấy được đây là cái điểm mà để cho tất cả những du khách mà muốn tham quan Động Phong Nha Kẻ Bàng thì phải đi vào đây hết. Phía xa xa đó là thị trấn Phong Nha. Và ở trong này thì là một cái sân rất là rộng để cho xe du lịch. Thì giờ mình cùng đi vào trong này để mình mua vé mình đi tham quan nha. Hôm nay là mùng 2 Tết cho nên là mọi người đều ở nhà ăn Tết cho nên là ít khách du lịch đến đây tham quan. Mình thì lần đầu tiên đến với lại chỗ Phong Nha này thuộc tỉnh Quảng Bình và mình thấy ở đây là đồi núi rất là nhiều ở đây luôn. Và phong cảnh thì có thể nói là tuyệt vời, khách Tây rất là nhiều. Tuy nhiên là dịch Covid thì mọi người đều biết đó là khách quốc tế những chuyến bay đi đến Việt Nam thì có chưa mở ra đâu. Cho nên là ít khách quốc tế lắm, chỉ có những vị khách quốc tế mà bị kẹt lại ở Việt Nam thì còn đi vòng vòng ở chỗ mà thị trấn Phong Nha thôi. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào nha. Ở đây thì có mấy bạn trẻ để mà đi vào Động Phong Nha Kẻ Bàng. Động Phong Nha nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên của thế giới được UNESCO công nhận, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nếu mà mọi người mà đến với lại tỉnh Quảng Bình á, thì ngoài Động Phong Nha rất động nhiều hang động ở đây, thì cách thành phố Đồng Hới về phía tây bắc khoảng 45 cây lận. Từ thành phố Đồng Hới đến Động Phong Nha thì nó khoảng cách rất là xa. Thì bây giờ mình sẽ đi mua vé tham quan. Tuy nhiên là nếu mà bạn đi mà cá nhân á, thì bắt buộc phải thuê luôn một cái thuyền, đó là 550 ngàn. Mà muốn mà ví dụ như mà bạn đi một người hai người mà thuê một thuyền thì giá rất là cao. Thì muốn mà đi ghép với lại những vị khách khác, đoàn khách khác thì chúng ta nên đi ghép đi. Tại vì khi mà chia ra thì tiền nó sẽ dễ hơn. Và ở đây thì có mấy bé của thị trấn Phong Nha luôn nè, ở huyện Bố Trạch. Mấy bạn này thì muốn đi tham quan động Phong Nha Kẻ Bàng cho nên là mình cùng đi ghép với lại mấy bạn luôn. Bây giờ mình cùng vào mình mua vé tham quan thôi. Ở đây thì ít khách chứ mà ngày thường nếu không có dịch thì phải xếp hàng rất là đông ở đây. Tại vì hàng đồn khách du lịch đến đây. Và đó mọi người có thể thấy là điểm tham quan còn phải xây dựng cái hàng lối để mà đi hình zig zag để mà mua vé này. Cái ngày thường là xếp hàng rất là đông ở đây. Bây giờ chúng ta đi vào mua vé thôi. Mình rất là may mắn khi mà có đến những bạn trẻ này đến để mà mua vé tham quan Động Phong Nha Kẻ Bàng. Thì mình sẽ share vé, chia tiền vé ra. Đỡ phải mình phải thuê một cái thuyền đi riêng cho mình là phải 550 ngàn. Rồi vé tham quan Động Phong Nha Kẻ Bàng 150 ngàn nữa. Phí nó rất là cao. Nhưng mà nếu mà mình đi đoàn, đi đông thì nó sẽ rất là rẻ thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đến mua vé thôi. Mấy bạn trẻ đã mua hết rồi, bây giờ tới phiên mình mua. Đủ luôn á. Anh chờ chờ đủ khoảng 10 người đó rồi đi. Cuối cùng mình cũng đã có vé để đi tham quan Động Phong Nha Kẻ Bàng. Và như vậy là mình đã có vé trên tay rồi. 150 ngàn một vé để mà đi vào Động Phong Nha Kẻ Bàng. Tuy thường được gọi là Động Phong Nha Kẻ Bàng nhưng thực chất thì Động Phong Nha chỉ là một trong số những hang động khác thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng mà thôi. Nơi đây còn được mệnh danh là Thiên Nam Đệ Nhất Động khi trở thành điểm đầu tiên được đưa vào khai thác phục vụ du lịch tại Phong Nha Kẻ Bàng. Mình nghe nói thì cái động này dài đến 7.729 mét, gần 8 cây số. Rồi cửa động thì rộng 20 đến 25 mét lận, cao 10 mét và sâu là 83 mét, quá kinh khủng.
gồm 12 hang chính và khá nhiều nhánh hang phụ nối liền nhau. Đặc trưng của nơi đây là sở hữu nhiều thạch nhũ với nhiều hình dáng đẹp. Một lát nữa mình sẽ đi vào đó phía xa xa mọi người. Đây là dòng sông Son màu xanh ngọc bích. Để muốn mà đi vào trong động Phong Nha Kẻ Bàng thì bắt buộc mọi người phải đi lên cái thuyền để mà di chuyển trên dòng sông Son đi vào trong động Phong Nha Kẻ Bàng. Sau khi mà mọi người mua vé xong thì chúng ta còn phải đưa vé đến một cái trạm. Ở trong đây có một người điều hành ở đây để mà xót vé nữa, để trước khi chúng ta đi xuống cái thuyền. Ở đây có trạm điều hành để mà phân bổ thuyền nào đón khách đó. Và mình nghe cái anh điều hành thì nói là mình đi là rất là may mắn, tại vì ngày thường, đây là ngày Tết, là mùa dịch đó, cho nên là ít khách. Chứ bình thường là tour du lịch đến rất là nhiều mà xếp hàng đi chen chúc. Và cái anh điều hành thì nói là ở chỗ động Phong Nha Kẻ Bàng này đến hơn 500 cái thuyền lận. Tuy nhiên là vào mùa cao điểm là không đủ 500 chiếc thuyền để mà chở khách luôn. Nó rất là kinh khủng, rất là kinh hồn. Một cái thuyền có thể chở hơn 10 người mà 500 chiếc thuyền là, mọi người thấy hơn 10 người là hơn 5.000 khách rồi. Mà một ngày mùa cao điểm ở đây mà không đủ cái thuyền để chở khách luôn là quá kinh khủng, rất là đông. Khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Sau khi mình mua vé và đi lên trên thuyền thì lên đây là bắt buộc phải mang áo phao nha, để mình đi tham quan động Phong Nha. Đây, mà mình đã có mặt trên thuyền rồi, cảm giác rất là thú vị và vui. Tại vì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm được đi tham quan động Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là một cái động mà đạt đến 7, hình như là 7 kỷ lục và 7 kỷ lục của Việt Nam và cả thế giới nữa. Mình đang đi vào động Phong Nha Kẻ Bàng mình đi được vài phút rồi. Hai bên đường núi non trùng trùng điệp điệp, bên phải đây là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, còn bên phía tay trái này là mọi người làm homestay này đó, homestay hotel. Ở đây thì mọi người làm homestay rất là đoàn kết luôn, từng nhà dân muốn mà đón khách du lịch như là khách Tây ở đây lưu trú thì mọi nhà đều trang trí cái phòng ốc của mình rất là sạch sẽ. Rồi nếu mà có sân thì mở ra hàng quán, buôn bán ở dọc bờ sông Son là toàn là những homestay mà mang tiếng nước ngoài không à. Và thậm chí có tên tiếng Việt Nam nữa, homestay rất là nhiều ở đây. Chúng ta đang chuẩn bị đi vào tham quan động. Đây, chuẩn bị nó sẽ hiện ra một cái động với cái độ rộng của nó rất là lớn ở đây. Kinh khủng, độ sâu khủng khiếp. Và để mà
Bậc cấp này là một lát nữa mình đi trong động này mình đi tham quan, xong rồi sẽ đi ra đây có thuyền chờ. Ở đây có thuyền chờ mình đi ra mình đi về. Còn bây giờ mình đi vào trong động nha. Ở trong đây là có hệ thống là thạch nhũ rất là đẹp, trải qua hàng triệu năm ở trong này. Ở vào trong này để mình đi tham quan, mình quay cho mọi người xem. Trong đây có hệ thống đèn led rồi chiếu càng cho cái động này thêm lung linh rồi huyền ảo nữa. Đi vào động thôi. Đây là mấy em mình may mắn mình đi ghép đoàn nè và đi trên thuyền cho nên là được xe tiền vé ra nó rẻ hơn. À. Và để mà vào trong động này thì phải tắt máy, tại vì vào trong động mà để cái động cơ là nó sẽ gây tiếng ồn, ảnh hưởng trong này, như là có những con én hoặc là những con dơi, nếu mà để tiếng động cơ thì nó sẽ ồn lắm. Mọi người mà đi vào trong hầm cũng vậy, trong hầm mà chạy hầm á, trong núi rồi đó, hầm người ta khôn hầm thì cũng phải không có được bóp kèn, tại vì bóp kèn nó sẽ gây ra tiếng động, nó làm sẽ mọi thứ nó ồn ào, trong tiếng động nó quen ra. Bây giờ thì cô chủ đò sẽ mở cái máy vòm ở trên cái thuyền ra để mình ngắm toàn cảnh ở trong động này rất là đẹp. Và mình đã có mặt tại động Phong Nha Kẻ Bàng. Đây được gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Khi mà vào trong động Phong Nha Kẻ Bàng thì chúng ta khám phá 7 cái nhất của Phong Nha Kẻ Bàng khiến du khách say lòng nha. Đây đó là thạch nhũ nè, thạch nhũ tạo ra nhất hình dáng thế giới. Đó là con chiên, con sư tử rồi nhiều thứ ở đây. Tiếp theo đó là động có cửa hang cao và rộng nhất hiện nay. Tiếp theo đó là động chứa bãi cát và bãi đá ngầm rộng và đẹp nhất. Tiếp theo đó là động có hồ ngầm đẹp nhất. Hồ nước ngầm với sắc nước xanh thâm thẳm, chiều dài lên đến 13.969m. Wow, rất là dài. Tại đây thì du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền khám phá để thông dong ngắm nhìn sóng lửa thần tiên trước mắt. Wow, trong lát đang là đẹp trước mắt của mọi người đang xem trong video nha. Mắt sóng luôn. Tiếp theo đó là hệ thống thạch nhũ trong động đẹp và hùng vĩ với nhiều hình thù nhất. Tiếp theo đó là động sở hữu sông ngầm dài nhất nước ta, 1.500m. Sông ngầm ở trong cái động này dài 1.500m luôn. Tiếp theo là động có hang khô rộng và đẹp nhất. Rất là nhiều thứ để mà mọi người khi mà đến tham quan ở đây. Hồi xưa mình nghe ra thông tin rất là nhiều khi mà cách đây mấy chục năm về trước rồi. Bây giờ đây là lần đầu tiên mình mới được chứng kiến tận mắt được ở trong động Phong Nha này. Nó rất là đẹp luôn. Có bãi cát nè, có dòng sông ngầm nè, có thạch nhũ nữa. Rất là đẹp. Một khung cảnh rất là hùng vĩ. Khi mà đến với lại Quảng Bình thì mọi người nên đến với lại thôn Phong Nha nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhưng mà đến đây ở homestay rồi chúng ta di chuyển đi tham quan động Phong Nha thôi. Cách thị trấn Phong Nha chỉ vài trăm mét thôi. Đi vào trong lòng động Phong Nha mát thì như trong căn phòng gắn máy lạnh vậy đó. Đấy là cảm giác là ai cũng nhận thấy gần giống nhau. Chứ còn từ đây vào trong động, một thế giới u linh kỳ thú sẽ hiện ra. Và chúng sẽ huyền ảo đến mức sự cảm nhận của chúng ta cũng không ai giống ai nữa rồi. Vào trong hang mới biết thế nào là nước chảy, đá mòn. Sự xâm thực của nước mưa vào đá vôi đã gây ra tình trạng cắt xẻ mãnh liệt ở các dãy núi. Khối núi tạo thành những địa hình đa dạng, như là lòng núi bị đào thành hang động, đường hầm, sông ngầm, giếng sâu. Các khối núi bị tách thành vách dựng đứng và những cảnh tượng lạ lùng. Khi bạn ngước nhìn lên rồi xoay ngang xoay ngửa ngắm nhìn những hình ảnh của nhũ đá, của những ánh đèn lung linh phản chiếu, ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp. Một nơi đáng để đến tham quan tại tỉnh Quảng Bình. Theo thuyền độc mộc bồng bềnh vào hang sâu, bóng tối trong hang làm cho các ánh nhũ của thạch đá sáng lấp lánh huyền ảo đẹp lạ lùng. Xuôi thuyền hơn 600m đường nước trong động, du khách được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ đến choáng ngợp của Nam Thiên Đệ Nhất Động.
chứng kiến những hình ảnh kỳ lạ của tạo hóa thiên nhiên. Mỗi du khách không khỏi xúc động trước vẻ đẹp của thạch nhũ như thuyền của chúng ta đang đi. Thì mình cảm thấy rất là đẹp. Cái đẹp mang những hình dáng vô cùng hoang sơ nhưng mang tính kỳ dị và luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn của du khách. Dồn về phía mình với những hình thù dị nguyên sơ mà trí tưởng tượng của con người tha hồ gán cho chúng biết bao huyền thoại và sự tích. Khó có thể mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của những buồng, những hành lang đá vôi, phủ đầy thạch nhũ long lanh dưới ánh đuốc của dòng sông ngầm. Động Phong Nha là hang động tiêu biểu nhất về giá trị thẩm mỹ và sự độc đáo của di sản thiên nhiên của thế giới. Phong Nha Kẻ Bàng được Hiệp hội Hoàng gia Anh bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới. Sau khi xuôi thuyền đi vào trong cái động thì cô lái đò đã dừng lại ngay cái chỗ có những bậc cấp để mà cho du khách bước lên trên bậc cấp. Mình đi len lỏi vào trong động Phong Nha để mà chiêm ngắm những cái hang đá, những cái thạch nhũ, những bãi cát ngầm, dòng sông ngầm rất là đẹp ở đây. Tha hồ mà đi khám phá luôn. Ở trong đây là khung cảnh quá tuyệt vời. Mình đi rất là may mắn, tại vì mùa dịch Covid cho nên là ít khách du lịch đến đây, chứ bình thường là rất là đông, tạo nên một khung cảnh rất là ồn ào và náo nhiệt. Ở đây là chỉ khoảng 5 đến 100 khách đang tham quan tại đây thôi. Khi mà nhìn qua video này thì chúng ta thấy là thạch nhũ này dưới ánh đèn lung linh chiếu rất là đẹp, nhưng mà ở ngoài thì càng đẹp hơn nữa. Hello, xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình đến tỉnh Quảng Bình và lần đầu tiên mình đến Phong Nha Kẻ Bàng. Và ở đây là được Hiệp hội của Anh là bình chọn nó là một trong những hang động đẹp nhất trên thế giới với 7 tiêu chí rồi. Mọi người đến Quảng Bình nên đến động Phong Nha Kẻ Bàng đây. Đây là một trong những động đẹp nhất trên thế giới với nhiều cái hang động nối liền liên kết với nhau. Và ở trong động Phong Nha Kẻ Bàng thì ở đây thì chính quyền có xây dựng ra những cái đường bằng thang gỗ để cho du khách có thể đứng ở đây. Người ta thống kê là ở cái khoảng này là chỉ có cái khoảng này thôi là chụp hình đến hơn 100 tấm hình, nếu mọi người có thể biết được cách lấy góc. Đến đây cũng được. Đó, rất là tốt ha. Giờ mình tiếp tục di chuyển. Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Rất là đẹp. Người ta nói là ở chỗ hang động này đã hình thành lên hàng triệu năm, có thể là chục triệu năm hoặc là cả trăm năm. Người ta nói là sự xâm thực của nước mưa đi vào trong lòng núi và tạo ra những cái hang động như thế này. Bên đây đêm này. Ở đây mình nghe thấy được. Và đứng tại cái chỗ khu vực này là mọi người có thể thấy đây có một bãi cát.
một cái bãi cát ở đây. Mọi người biết là mình liên tưởng đến cái hang động này, đến cái hang động nào ở bên nước ngoài không? À, nhìn cái bãi cát với hang động với lại có nước ngầm để rồi mình liên tưởng đến cái hang động mà đội bóng đá thiếu nhi của bên Thái Lan đã bị kẹt lại trong hang động mùa nước lũ cách đây mấy năm, kẹt đến hơn 10 ngày. Rồi cái đội lặn của Hoàng gia Anh phải trực tiếp đi từ nước Anh đi sang bên cái hang động Thái Lan để mà lặn đi vào sâu để mà tìm đội bóng Thái Lan. Thì ngay cái động cát này mình thấy rất là giống như là bên cái hang động bên Thái Lan vậy đó. Rất là đẹp lên luôn nè. Đó, thiên nhiên đúng là kiệt tác trải dài qua hàng chục triệu năm, hàng trăm năm đã tạo ra những cái thạch nhũ đẹp đến mức độ như thế này. Đẹp á. Và ở đây các hoàng gia Anh rất là thích để mà khám phá, thám hiểm ở chỗ động Phong Nha Kẻ Bàng này. Chúng ta tiếp tục di chuyển đi theo mình đi tham quan tiếp. Rồi. Và lúc mà mình đi vào ở trong hang động á thì cái thuyền nó tắt máy, xong rồi mà cô chủ thuyền phải chèo bằng tay để đi vào ở trong hang động. Mặc dù là hang động này dài gần 8 cây số, tuy nhiên là mình chỉ tham quan là khoảng 1,2 km thôi. Rồi cô sẽ chèo lại đến một cái chỗ mà mình sẽ đi bộ, mình rời cái thuyền đi bộ đi tham quan một vòng như nãy mình có quay phim đó. Và mình đi một vòng là khoảng 300-400 m là chuẩn bị có lối đi ra rồi. Rồi mình có đứng gần cái chỗ vị trí đó là cái hang động này, miệng rộng này. Đó. Một trong những cái tiêu chí, 7 tiêu chí mà nhất thế giới thì hang động Phong Nha Kẻ Bàng có cái độ cao ở trong hang động mà cao nhất thế giới là cao 20 m. Và cái miệng nó rộng là từ 20-25 m, cũng là miệng rộng nhất thế giới. Đó. Và có độ sâu dài trong hang động của Phong Nha Kẻ Bàng cũng dài nhất thế giới, gần 8 cây số. Bây giờ mình sẽ đi lối ra. Và ở trên đây có buôn bán đồ ăn nè, thức uống, rồi có trứng gà nữa, trứng gà luộc. Bây giờ mình mang ăn trứng gà luộc đây. Đi thôi. Một trong những tiêu chí mà số 1 thế giới này ở trong động Phong Nha Kẻ Bàng có những cái thạch nhũ nó như thế này, hình dáng phong phú nhất thế giới nè, đẹp quá ha. Động Phong Nha theo lịch sử xưa còn có tên khác đó là Động Núi Thầy, Động Thầy Tiên, Hang Chùa, Động Chóc. Về cuối thế kỷ thứ 19 thì các nhà thám hiểm ở phương Tây đã đến bản Phong Nha, một làng bản miền núi xa xôi để thám hiểm các hang động. Khi phát hiện hang động này trên núi Tiên Cốc, họ đã lấy tên bản Phong Nha để đặt tên cho hang động và ghi chép lại. Có nhiều người theo thuyết chơi chữ cho rằng Phong là gió và Nha là răng. Nhưng không phải là răng gió hay nhà gió, tên gọi Phong Nha được cắt nghĩa là hình ảnh của những ngọn núi cao xếp thành từng hàng đều đặn như cảnh tượng các quan lại đứng trên sân chầu, chiếu theo chữ Hán để đặt tên cho bản làng Phong Nha và thêm chữ Động. Nghĩa chữ cao quý này mới đủ xứng tầm đối với lại cái phong cảnh Phong Nha đời nhất động. Đây là cái miệng hang để mà khi mà đi vào trong này, mọi người có thể thấy rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ đi ra lại để cưới cô lái đò đón mình ở chỗ trước khi vào trong cái miệng động này. Một màu nước xanh ngọc bích rất là đẹp luôn. Thôi tắm ở đây thì chợ quá đỉnh. Mình đứng trên cao mình quay được là mấy cô chú lái đò đã chèo ra cái miệng hang để mà đón du khách ở bên phía bên đây. Và ở trong này thì có bán rất là nhiều thứ như là gà đồi luộc nướng nè, rồi bán nước giải khát, rồi bán trứng gà nướng, rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là đây là dịch Covid cho nên là không có hoạt động. Chứ không là ở đây là du khách ngồi ở đây ăn rất là nhiều luôn. Đây là lối ra trước miệng động Phong Nha để cho mấy cô chú trở về lại điểm mà xuất phát ban đầu. Giờ chúng ta đi về thôi. Ở trong động Phong Nha thì có một cái...
cái động đó tên là động Tiên Sơn, có lối đi ra ngay trước miệng động á. Tuy nhiên là dịch cho nên là đã đóng cửa chặn lại, không có cho đi tham quan. Hy vọng mình sẽ quay lại đợt sau để mình đi vào động Tiên Sơn nữa. Ở đây là có những cái nhà chòi này, cho du khách ngồi, rất là lý thú luôn. Điểm tham quan đỉnh của đỉnh. Vào ngày bình thường mà không có dịch thì khách Tây đến đây rất là nhiều, tại vì khách Tây là rất là thích cái những cái gì mà về du lịch hoang sơ, thiên nhiên, kỳ vĩ. Và động Phong Gia là đáp ứng đủ tiêu chí đối với lại khách Tây. Đây là cái sảnh và phía trước đó là những bậc cấp đi xuống và những cái con thuyền cho cô chú chở mình về lại điểm xuất phát ban đầu. Rồi một buổi mình tham quan động Phong Gia có thể nói là rất là đẹp. Khi mà đến đây mình cảm thấy đó là một cái sự huyền ảo lung linh kỳ diệu ở trong những cái hang động như thế này. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Hy vọng là lần sau mình sẽ tới Quảng Bình, mình sẽ tham quan những cái động khác, như là động Tiên Sơn nè, động Thiên Đường đó, động Thiên Đường, động là được gọi là động khô, còn động Phong Nha đây là được gọi là động nước. Rồi có hang chày nữa, suối mọc nữa, rất là đẹp. Rồi chúng ta quay về thôi. Chào tạm biệt mấy bạn chị. Mấy bạn này là mùng 2 Tết, mấy bạn này có rủ mình về nhà để mà dự buổi Tết cổ truyền của Việt Nam trong nhà của các bạn. Tuy nhiên là mình phải di chuyển đi tới tỉnh khác thôi. Chào tạm biệt tỉnh Quảng Bình. Quay video một vòng ở trong động Phong Nha Kỷ Bàn thì thuyền nó cũng chở mình rồi đó, nhưng mà thấy không, thuyền bắt đầu chở khách về lại. Đây là cái bến thuyền để mà thuyền sẽ chở mình đi vào các bạn. Người đến với tỉnh Quảng Bình sẽ nhớ đến cái điểm đó là động Phong Nha Kỷ Bàn nha, mình mới vừa đi luôn đó. Đây là một nơi có thể nói là rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Trong đó thì có rất là nhiều thứ để mà mình có thể khám phá và trải nghiệm trong đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Chào, hẹn tạm biệt mọi người. Bye. Nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi video của mình và cho mình động lực để mình có thể quay video nhiều hơn cho mọi người.